Nếu các bạn có nhu cầu mua củ sạc, cáp sạc, pin dự phòng, hãy truy cập gian hàng công nghệ chính hãng Vigear trên Shopee. Củ sạc chính hãng Azeda, công suất 20W, 33W, 45W, 65W, chỉ từ 145.000, sạc được từ điện thoại cho đến máy tính, tốc độ nhanh, đạt chứng chỉ an toàn và chuẩn CE xuất đi châu Âu. Cáp sạc 2+1, công suất 65W, chỉ từ 99.000, pin dự phòng 10.000 mAh, sạc nhanh 22.5W, chỉ từ 199.000, hàng chính hãng bảo hành 12 tháng, ưu đãi thêm cho người xem hiểu rõ trong 5 phút ở ngay dưới phần bình luận. Xin chào và chào mừng các bạn đến với video cập nhật chiến sự Israel trực tiếp trên bản đồ thứ năm ngày 23 tháng 11. Trong video này, chúng ta sẽ cùng điểm qua những tin tức mới nhất trên chiến trường khi mà có vẻ như thỏa thuận ngừng bắn giữa các bên vẫn chưa được thực thi. Trước đó, các cơ quan cấp cao của hai bên đều cho biết sẽ ngừng bắn và trao đổi con tin từ 10 giờ ngày 23 tháng 11, 15 giờ Việt Nam. Theo thỏa thuận được thông qua, hai bên sẽ ngừng bắn 4 ngày và Hamas sẽ thả ít nhất 50 con tin trong thời gian này. Đổi lại, Israel sẽ phóng thích ít nhất 150 tù nhân người Palestine. Lệnh ngừng bắn có thể kéo dài nếu nhiều con tin được thả hơn. Theo đề xuất của Israel, cứ 10 con tin được thả sẽ thêm một ngày ngừng bắn. Israel đã cam kết không tấn công hoặc bắt người tại dải Gaza trong 4 ngày ngừng bắn. Tuy nhiên, chính phủ Israel khẳng định vẫn tiếp tục cuộc chiến chống lại Hamas sau khi kết thúc thỏa thuận. Và đến hôm nay, khi hạn ngừng bắn đến, chính phủ Israel nói thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin với Hamas sẽ lùi lại, ít nhất là một ngày. Hội đồng An ninh Israel ra tuyên bố hôm 23 tháng 11 rằng các cuộc đàm phán thả con tin đang tiếp diễn. Việc phóng thích con tin sẽ được thực hiện theo thỏa thuận trước đó giữa hai bên và không diễn ra trước ngày 24 tháng 11. Điều này đồng nghĩa với việc giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn. Tại khu vực phía Bắc, ghi nhận mũi giáo của Israel đâm sâu vào phần lãnh thổ phía Bắc dải Gaza, giúp quân đội Israel dễ dàng đặt chân tới bệnh viện Indonesia tại khu vực ngoại ô Jabalia. Mũi tấn công vòng qua Beit Hanun, phần lãnh thổ quân đội Israel chưa đưa ra được giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ đánh chiếm. Giao tranh tiếp diễn tại khu vực ngoại ô các đô thị. Quân đội Hamas vẫn còn quân lực tại khu vực này, trên phía Bắc cũng như là tại khu vực ngoại ô Beit Hanun. Mặc dù vẫn còn sự đe dọa từ quân Hamas, nhưng lực lượng Israel vẫn quyết định đâm sâu vào lòng địch, đặt chân tới bệnh viện Indonesia, khu vực ngoại ô Jabalia. Jabalia được chia thành hai phần chính: phần lãnh thổ phía Bắc và phần lãnh thổ trung tâm. Theo thông tin từ quân đội Israel, phần lớn trung tâm chỉ huy của Hamas phân bố tập trung tại Jabalia. Họ khẳng định trung tâm chỉ huy của Hamas được đặt tại bệnh viện tị nạn Jabalia. Tóm chung lại, chiến trường chứng kiến hoạt động tích cực của quân đội Israel tại phần lãnh thổ phía Bắc. Họ đặt nhiều mũi tiến công vào Jabalia, mũi tiến công phía Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, cũng như là khu vực phía Nam xuyên qua thành phố Gaza. Có thể nói rằng trại tị nạn Jabalia là khu vực chiến sự chính trong tương lai, mặc dù quân đội Israel vẫn chưa quyết định tiến vào lãnh thổ trại tập trung này. Lý do là bởi họ đang nỗ lực ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ đánh chiếm thành phố Gaza. Tại sao họ lại muốn đánh chiếm thành phố Gaza trước? Quân đội Hamas tập trung chủ yếu tại trại tị nạn Jabalia, đồng nghĩa với việc những khu vực khác không ghi nhận hoạt động quá tích cực đến từ cánh quân Hamas. Quân đội Israel chưa thể nào chiếm được Beit Hanun, nhưng họ đã đi được một nửa chặng đường trong nỗ lực đánh chiếm thành phố Gaza rồi. Quân Israel tập trung đánh chiếm những khu vực Hamas phân bố lẻ tẻ, và để ngăn chặn Hamas đào tẩu ra các khu vực này khi Israel thực sự tiến vào Jabalia. Nếu thành công chiếm đóng các khu vực lân cận, quân Hamas sẽ không còn nơi nào để chạy trốn. Họ sẽ bị dồn ép vào phần lãnh thổ trại tị nạn Jabalia nhỏ hẹp. Tại thành phố Gaza, áp lực quân sự được đẩy mạnh hơn bao giờ hết. Có nhiều thông tin cho rằng quân đội Israel đã phong tỏa hoàn toàn phần lãnh thổ như biểu thị, nhưng vẫn chưa có thông tin chính thức về động thái này. Có thể họ đã phong tỏa mà chẳng hề đưa ra thông báo. Khu vực này không phải là điểm tập trung quân đội Hamas, nên họ có thể phong tỏa khá dễ dàng. Tuy nhiên, điểm mạnh của Hamas là tuyến công trình ngầm. Họ vẫn có khả năng xuất hiện sau lưng đối phương, ngay trong phần lãnh thổ Israel cho rằng mình đã có trong tay quyền kiểm soát. Mặc dù quân đội Israel đã thành công đánh chiếm, nhưng họ chẳng thể nào có khả năng đặt lãnh thổ Gaza hoàn toàn dưới quyền kiểm soát của mình. Quân đội Israel tiếp tục nối dài nỗ lực phá hủy các công trình ngầm của Hamas. Trong video, là hình ảnh quân đội Israel di chuyển dọc phần lãnh thổ thành phố Gaza. Họ di chuyển tập trung, cảnh giới và yểm trợ hỏa lực lẫn nhau, tiến đánh vào từng công trình một. Nếu là cư dân thì tiến hành sơ tán, nếu là Hamas thì giết không tha. Động thái này được yểm trợ bởi đoàn xe tăng. Xe tăng sẽ di chuyển và tấn công trước khi bộ binh tiến vào. Đó là về cơ bản chiến thuật mà Israel triển khai trong thời điểm hiện tại. Xác định khu vực phân bố tập trung lực lượng Hamas, chiếm quyền kiểm soát các khu vực lân cận, những khu vực ít ghi nhận sự xuất hiện của Hamas, ngăn chặn tình trạng quân Hamas tháo chạy ra các khu vực khác khi Israel tiến vào, bào mòn đến mức tối đa cánh quân Hamas.
Trong chiều ngược lại, đây là những video mà Hamas đăng tải. Video đầu tiên là hình ảnh quân Hamas cho nổ tung hai vị trí được cho là có sự hiện diện của quân Israel. Quân Hamas tính trước đường đi nước bước của quân Israel, đặt bom và sẵn sàng chờ đợi Israel tiến vào. Những quả bom Hamas đặt rất khó để phát hiện. Khi Israel xa lưới, Hamas ngay lập tức thổi bay kẻ địch. Tiếp tục với những đòn súng chống tăng và xe quân sự Israel. Đầu tiên là một xe tăng bị quân Hamas tấn công. Tiếp theo là chiếc xe quân sự này, trông có vẻ như là một máy ủi bọc thép, sở hữu hệ thống giáp lồng trên đầu để chống lại UAV. Một video khác ghi nhận hình ảnh lính Hamas nã hỏa lực vào xe quân sự Israel. Tiếp tục là một hình ảnh quen thuộc nữa. Quân Hamas đi lên từ đường hầm, tấn công xe quân sự Israel và tháo chạy, tiếp tục biến mất vào hệ thống công trình ngầm của họ. Video cuối cùng tiếp tục ghi nhận hình ảnh tương tự. Sau khi điểm qua các tin tức trên chiến trường, chúng ta sẽ tiếp tục vấn đề nóng nhất trong thời điểm hiện tại. Thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 4 ngày cho nỗ lực thả con tin trong hòa bình. 50 con tin Israel đổi lấy 150 tù binh của Palestine và 10 con tin Israel với mỗi 10 ngày ngừng bắn tiếp theo. Như vậy, thời gian ngừng bắn có thể kéo dài đến 9 ngày. Toàn bộ 100 con tin Israel được thả tự do, đổi lấy 300 người dân Palestine. Nhưng chúng ta cần nhấn mạnh rằng, đây chỉ là một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Nó sẽ kết thúc trong không quá 9 ngày. Hai bên sẽ phải tiếp tục tính toán những bước đi tiếp theo. Khi nói về bước tiến tiếp theo, mình tổng hợp được hai bài đăng trên X khá là đáng chú ý. Bài đăng đầu tiên đến từ ông Emmanuel Fabian, phóng viên chiến sự người Israel. Ông cho rằng quân đội Israel sẽ không có ý định cho phép người dân Palestine quay trở lại lãnh thổ phía Bắc khi quân Israel chính thức đổ bộ vào bờ nam dải Gaza. Thay vào đó, giới chức Israel sẽ đẩy người dân tới khu vực nằm cách xa mũi tấn công của Israel vào bờ nam dải Gaza, nhằm ngăn ngừa thiệt hại dân thường đến mức tối đa. Dân thường sẽ tiếp tục được luân chuyển khắp các vùng lãnh thổ khác nhau trong quá trình triển khai chiến dịch, nhưng chắc chắn không phải là tiến vào bờ Bắc. Cho đến thời điểm hiện tại, khu vực quân đội Israel cho là an toàn là thị trấn nhỏ mang tên Al-Mawasi tại bờ biển phía nam dải Gaza. Đây chính là vùng an toàn đầu tiên giữa chiến dịch tấn công ác liệt tại bờ Bắc và mưa bom bão đạn trải trên lãnh thổ Gaza trong thời điểm hiện tại. Quân đội Israel cho rằng tình hình nhân đạo hiện tại trong lãnh thổ dải Gaza là tương đối hợp lý. Họ cố gắng ngăn chặn mọi thiệt hại đến với dân thường, tránh trường hợp quyền tự vệ của họ bị ảnh hưởng do thiệt hại với dân thường. Bài đăng trên X tiếp theo được đăng tải bởi Evan Hill thuộc Washington Post. Ông đăng tải hình ảnh thị trấn Al-Mawasi, một thị trấn nhỏ hẹp tại phía nam dải Gaza, chắc chắn là không đủ lớn để chứa chấp 2 triệu người dân Palestine. Đây là phản hồi đứng tốt. Cho 2,3 triệu người dân bằng cách quái nào vậy? Chẳng có cách nào mà 2,3 triệu người dân sinh sống trên lãnh thổ Gaza có thể nhét đủ vào cái thị trấn nhỏ hẹp này được. Tình hình chắc chắn sẽ trở nên cực kỳ hỗn loạn khi dân cư đổ về cái gọi là vùng an toàn này. Diện tích nhỏ hẹp với mật độ dân số cực kỳ dày đặc. Mức độ thiếu thốn thức ăn, thuốc thang sẽ bị đẩy lên đỉnh điểm. Khoảng thời gian đình chiến là khoảng thời gian tối quan trọng. Người Palestine sẽ phải tận dụng mọi nguồn lực để chất đầy thị trấn này với thức ăn, nước uống và thuốc thang để có thể sinh tồn trong giai đoạn đen tối này. Đó là tất cả thông tin trong video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày tốt lành.